Thưa quý vị và các bạn, các hộ dân, các chủ rừng là cộng đồng dân cư vừa nhận được tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021. Có nguồn kinh phí, nhiều hộ ở xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sapa đã sử dụng hiệu quả, sửa sang nhà cửa và thực hiện công tác bảo vệ phát triển rừng. 241 hộ dân của xã Ngũ Chỉ Sơn đã được nhận tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 với gần 700 triệu đồng. Đây là nguồn kinh phí mà các đơn vị được hưởng lợi từ việc giữ rừng của người dân chi trả cho bà con theo ủy thác của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. Có tiền dịch vụ, gia đình ông Trảo Duân Tá đã quyết định mua vật liệu để sửa chữa nhà. Bảo vệ có tiền hàng năm nhà nước phát tiền giữ lại để sửa chữa nhà. Thì sửa lại thì có kỳ cổ cao do lại thôi. Còn gỗ khác không đi chặt cái nào, cho được tiền rừng để cái ra lên xanh rừng giữ lại nước nguồn, sau này là có nước làm ruộng. Từ 10 năm nay, người dân Ngũ Chỉ Sơn đều đặn được nhận nguồn kinh phí dịch vụ môi trường rừng. Diện tích rừng trên địa bàn xã là nơi cung cấp nguồn nước cho lưu vực hai nhà máy thủy điện. Khi giữ được rừng, không chỉ giúp các đơn vị có nguồn nước ổn định để vận hành nhà máy, mà bản thân mỗi hộ gia đình cũng được hưởng lợi. Nguồn nước ổn định, trong lành, Ngũ Chỉ Sơn trở thành thủ phủ nuôi cá nước lạnh của Lào Cai. Nhà mình chồng con đều đi bảo vệ rừng. Giữ rừng giờ mới có nước nuôi cá được. Năm nay cá bán được giá nên nhà nào cũng vui, ai cũng bảo nhau phải giữ rừng tốt hơn nữa. Ngũ Chỉ Sơn hiện có 4.355 ha rừng của các tổ chức cá nhân thuộc diện được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Với 3 nhóm đối tượng là hộ dân, cộng đồng dân cư, Ủy ban Nhân dân xã và Ban Quản lý rừng phòng hộ. Năm 2021, tổng số tiền giải ngân là gần 3,2 tỷ đồng. Đối với chính quyền địa phương thì hàng năm là có tổ chức các cuộc họp triển khai tại xã và triển khai tại thôn để các hộ là phải triển khai cái tiền này công khai minh bạch. Đặc biệt đối với xã Ngũ Chỉ Sơn thì lại nằm trong cái vùng du lịch của thị xã Sapa. Thì càng giữ được rừng với nhiều thì cái việc tương lai phát triển của xã càng cao với nhiều. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng thực hiện đã tạo nguồn lực ổn định để thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và phòng cháy chữa cháy rừng. Thông qua chính sách, vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương và người dân được nâng lên, tích cực bảo vệ nguồn tài nguyên quý của đất nước, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.